Lan xin chào bà con cô bác nha. Bữa nay mình phe nha đam. Nha đam mình mùa đông mình đem vô nhà nè, mùa lạnh, ủa mùa ấm áp đem ra ngoài nuôi trồng. Nó rất là tốt. Còn mùa đông nó trồng trong nhà thấy gầu quá, nó không, nó lâu lớn, nó chậm lớn. Đây là nha đam của Mỹ nha bà con, hai bụi nha đam của Mỹ nè. Bụi này nó yếu ớt quá rồi. Còn đây là nha đam của Hàn, mấy bẻ to mình cắt mình ăn hết rồi, còn mấy cái bẻ nhỏ nhỏ. Thấy thương cái cây bạc hà chưa? Nó không tanh không hôi, rau thơm. Có ở bên ngoài mình trồng ngoài trời có ánh nắng, rau thơm nó mập nó ngon lắm. Còn đem vô nhà cái nó ốm yếu, tội nghiệp ghê. Bụi bạc hà này ở mùa xuân là mình trồng ở ngoài đất á, bẻ nào bẻ nấy bằng bắp tay vậy đó. Còn đem vô trong nhà trồng nè, thấy tội nghiệp không, nó hẩm hiu. Còn đây là rau diếp cá nè, nó không lên nổi luôn, nó có mầm mà nó không lên nổi luôn. Đây nè, lên mầm vậy mà không lên nổi luôn. Anh chị em mình trồng nha đam biết tưới như thế nào nó mau lớn không? Bí quyết cho xem nha. Nước mình vo gạo nấu cơm á, lấy cái nước cơm vo gạo tưới nha đam đảm bảo rất là tốt và ok luôn. Mình toàn là mình tưới không à. Mùa này trong nhà mùa đông lạnh quá nên nó không có lâu phát triển nè, nhưng mà như vậy cũng mừng lắm rồi. Bữa hôm nhỏ xíu bé xíu thôi, bữa nay cũng to to hết rồi nè. Cây cây Mỹ này hôm qua mình mới cắt một bẻ nè, em này cũng vậy, em này mình cũng cắt hai bẻ luôn, tại nó bẻ nó không được đẹp, nó xấu xí nên cắt bỏ cho nó lớn. Đây nè, cái cây này là to nhất. Cái tiếp là cây này giống như ngôi sao biển nữa, đẹp chưa. Mình thích trồng cây xanh trong nhà lắm, mà bên đây mùa đông bên ngoài thì sưởi nóng quá, cây nó cũng không tốt nên để trong nhà tắm để tạm. Tới tháng 3, tháng 4 bắt đầu ấm áp trở lại, tháng 5 là mình bưng ra ngoài được. Tưới bằng nước cơm vo gạo nha bà con, cực kỳ là nó tốt luôn.